Hello, xin chào nhóm đã quay trở lại kênh Anime China. Trong tập 19 phần 8 viễn cổ đại lục, Tiêu Viêm đã đi đến Lâm Gia đấm nhau với đám người đô đế thuộc tổ đội công an Lâm Thực. Do đó rất nhiều nhóm đang bình luận Tiêu Viêm có quan hệ với Tiêu Viễn phải không? Khi Tiêu Viêm sử dụng đấu kỹ cấm kỵ chi môn, hiện tại Lâm Thực không may lăn đùng ra đất chết nằm ăn vạ. Chuyển sang tập 20 phần 8 viễn cổ đại lục. Một ông trưởng lão Lâm gia tên Lâm Thủ dẫn theo rất nhiều người đã xuất hiện muốn đánh Tiêu Viêm. Khi Tiêu Viêm đến trước cổng nhà người khác đánh chết Lâm Thực, Lâm Thủ đấu đế 6 sao đánh một chưởng vào Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng dùng tay đỡ một chưởng này. Tiêu Viêm nói chuyện với ông trưởng lão này chưa nói chuyện đã ra tay cắn lén thế này. Tất nhiên ông trưởng lão không quan tâm về hành vi đánh lén của mình, mà ông dẫn đầu đội hình của Lâm gia phải ra tay đánh Tiêu Viêm đầu tiên. Sau đó Lâm Thủ giới thiệu mình là Lâm Thủ của Lâm gia với Tiêu Viêm. Lâm Thủ tạo ra một bàn tay đánh vào đầu Tiêu Viêm. Hắn sử dụng đấu kỹ Quỷ Vương Đại Thủ Ấn. Tiêu Viêm đã sử dụng đấu kỹ Luân Hồi Chỉ và Viêm Đế Quyền chống đỡ. Tiêu Viêm tạo ra một ngón tay đỡ bàn tay của Lâm Thủ. Tuy nhiên lần hai Lâm Thủ đánh bàn tay vào Tiêu Viêm. Tiêu Viêm trên người đã cho ra một bộ áo giáp dị hỏa phòng thủ thành công. Tiêu Viêm đang chuẩn bị di chuyển chạy. Lâm Thủ sử dụng kỹ năng không gian ngưng động, khiến chỗ Tiêu Viêm đứng im không thể cử động. Lâm Thủ đánh một trường để giết Tiêu Viêm. Lâm Huyền đã xuất hiện đánh một trường chống đỡ thay cho Tiêu Viêm. Sau đó Lâm Huyền mang Tiêu Viêm đi về phía sau mình. Hiện tại Lâm Thủ trình bày với nhị trưởng lão Lâm Huyền là thằng Tiêu Viêm bị ăn thuốc bị phê pha ngáo mẹ rồi. Hắn đến Lâm gia đánh chết Lâm Thực, đánh hai người Lâm Báo Lâm Ngô phải nằm viện vì vết thương quá nặng. Lâm Huyền cho biết Tiêu Viêm chính là người quen của mình được chưa? Còn về phần Tiêu Viêm đánh người Lâm gia chắc chắn có mục đích. Vì vậy Lâm Thủ vẫn mong Lâm Huyền xử lý chuyện Tiêu Viêm. Khi Tiêu Viêm đến Lâm gia đánh người thế này, danh tiếng Lâm gia ở tứ huyết địa sẽ bị xuống dốc không phanh. Tuy nhiên Lâm Huyền mang quyền hạn của mình ra trước tam trưởng lão Lâm Thủ. Lâm Huyền chính là ban tổ chức tổng tư lệnh chỉ huy toàn bộ tối cao của Lâm gia. Ông có quyền xử phạt hành chính ai thì xử phạt. Nên Lâm Thủ trình bày Lâm Huyền đang lợi dụng quyền hạn của mình trước hắn. Dĩ nhiên Lâm Huyền cũng không nói nhiều với Lâm Thủ. Là ông thích xử phạt ai thì xử, còn chứng cứ không nhất thiết phải đưa cho Lâm Thủ nghe về Tiêu Viêm. Do đó Lâm Thủ trình bày việc Lâm Huyền lấy việc công trả thù riêng. Ông sẽ gửi đơn lên các trưởng lão kể về hành vi của Lâm Huyền ngày hôm nay, xem Lâm Huyền sẽ trình bày thế nào. Sau đó Lâm Huyền quay sang chào nhằm kiêu Tiêu Viêm. Trên đoạn đường đi đến Lâm gia cho bị ba tên Tà Nguyệt Quân Hoa chặn đường đánh lấy tiền. Và sức mạnh của Tiêu Viêm mới chưa được 3 năm mà đã từ đấu đế 2 sao sơ kỳ lên 5 sao sơ kỳ. Tiêu Viêm nạp ở đâu mà nhanh thế? Khả năng Tiêu Viêm chưa đến 100 năm có thể đột phá lên đấu đế 9 sao hoặc đấu tổ. Lúc này Tiêu Viêm chào Lâm Huyền lần đầu đi đến Lâm gia. Hai chuyện hắn cày cấp được là do may mắn. Hiện tại Tiêu Viêm đã đưa cho Lâm Huyền viên thuốc 10 sao cấp 3 đế phong đan. Hắn cũng xin lỗi lấy tên giả là Nham Kiêu. Tên thật của Tiêu Viêm là Tiêu Viêm. Lâm Huyền nhận xét viên thuốc đế phong đan của Tiêu Viêm rất chất lượng. Thì Tiêu Viêm trình bày truyền đài trưởng lão Lâm Phách phản bội Lâm gia. Khi hắn nghe được từ Mạc Sư Huynh, nên Lâm Huyền cũng nói thẳng thắn với Tiêu Viêm. Chuyện Lâm Phách phản bội ông biết từ lâu rồi. Nói chung ông cũng cảm ơn Tiêu Viêm nhắc chuyện này. Vì vậy Tiêu Viêm hỏi chuyện Lâm gia có đám người của Nguyên Trúc Khôn Huân Nhi Tiêu Viện đến không. Lâm Huyền lắc đầu là không có ai. Nhưng ông sẽ cho người Lâm gia đi tìm tin tức của bốn người Huân Nhi. Và Lâm Huyền cảm ơn Tiêu Viêm lần tiếp theo là giúp ông giết đám tay chân của đại trưởng lão. Gồm có Lâm Báo, Lâm Ngô bị thương nặng. Còn Lâm Thủ bị chết, khả năng thời gian Tiêu Viêm ở Lâm gia sẽ bị người khác đến thanh toán. Trải qua một ngày sau tại Lâm gia, Tiêu Viêm đã hồi phục sức khỏe. Chuyển đến 3 ngày sau, đám người của Nguyên đã đi đến Lâm gia. Huân Nhi mặt vẫn đang còn hơi buồn vì chuyện của chị Thái Lan chết. Hiện tại trong một căn phòng, một ông già chạy vào báo cáo với đại trưởng lão Lâm Phách về sự việc Tiêu Viêm giết chết Lâm Thực hay đánh Lâm Báo Lâm Ngô bị thương. Lâm Phách cho ông già không nên tìm Tiêu Viêm. Khi bây giờ Lâm Huyền đang bảo kê Tiêu Viêm, nhưng chỉ còn vài ngày nữa là đến đại hội 10 năm Lâm gia sẽ tổ chức tứ huyết chi địa thi đấu. Bên đại trưởng lão sẽ phái ra 3 người tham gia, bên Lâm Huyền cũng phải phái 3 người tham gia, mà bên Lâm Huyền chỉ có Lâm Bình và Lâm Quải sức mạnh khá được. Nếu Lâm Huyền nhờ Tiêu Viêm thi đấu, Tiêu Viêm sẽ bị bên đại trưởng lão Lâm Phách đánh chết trên võ đài. Do đó ông già đã chạy đi báo tin cho Lâm Huyền hãy cử 3 người ra sân thi đấu. Chuyển đến cảnh viễn cổ Thiên Long nhất tộc, Tiêu Minh đấu đế 9 sao trung kỳ đang họp với các trưởng lão. Là truyền lão tổ đấu tổ đi ra bên ngoài chưa về, mà phong ấn đang có dấu hiệu bị phá.
nên các trưởng lão đưa ra ý kiến trái chiều là phong ấn khi nào sẽ bị phá. Tiêu Minh cho biết thời gian phong ấn bị phá còn khoảng vài năm, còn nếu nhanh là mấy tháng nữa. Nên một ông trưởng lão tên Lâm Công trình bày biện pháp phong ấn không cho tiền đó ra ngoài. Là viên cổ thiên long tại thượng cổ từng lấy được một trận pháp. Lần này hãy sử dụng lục nguyên dung linh trận pháp, chứ tiền đó mà phá được phong ấn, viên cổ thiên long nhất tẩu sẽ bị giết đầu tiên. Trải qua một tiếng sau tại chỗ phong ấn, Lâm Công nhất bàn đấu đế gần như sắp đột phá đấu tổ. Tiêu Minh xin Lâm Công xác nhận đã đột phá lên nhất bàn đấu đế. Lâm Công cũng trình bày mấy tháng trước đã đột phá lên nhất bàn đấu đế rồi. Chỉ cần Lâm Công đột phá từ nhất bàn đấu đế lên đấu tổ, viễn cổ đại lục sẽ từ 17 vị đấu tổ thành 18. Lâm Công kể về số tuổi của mình đã trên 60.000 tuổi đột phá lên nhất bàn đấu đế. Khả năng lên 2 bàn, 3 bàn đến 9 bàn đấu đế hơi khó. Nếu trên 78.000 năm không đột phá được đấu tổ sẽ chết. Sau đó Lâm Công đề nghị mọi người mau bố trí trận pháp lục nguyên dung linh trận phong ấn. Và có một số người nguyện gia nhập trận pháp phong ấn, nên Lâm Công đã nói sơ qua về lục nguyên dung linh trận pháp là dùng 36 linh hồn của mọi người phong ấn tên đó. 36 linh hồn mọi người coi như sẽ ở bên trong lục nguyên dung linh trận. Lúc đó người nào tham gia phong ấn coi như trở thành sáng sống biết đi ở chỗ này. Chuyển đến chỗ thú vương cái á con chim phượng hoàng. Sau khi nó giết được hỏa diều bị tiêu viêm lấy mất quả hỏa đệ tử, nó đã mang cây hỏa linh chi thụ đến nơi khác chăm sóc. Trở lại chỗ tiêu viêm tại lâm gia, tiêu viêm sau một đêm tu luyện đến sáng hôm sau, lâm thủ tam trưởng lão và lâm ngô đã chạy sang chỗ nhà lâm huyền nói chuyện. Sau khi lâm thủ và lâm ngô rời đi, tiêu viêm cũng chạy đến chỗ lâm huyền. Lâm huyền trình bày với tiêu viêm là lâm gia sắp diễn ra đại hội tứ huyết chi địa dành cho người trẻ cứ 10 năm diễn ra một lần. Lần này lâm gia chính là nơi tổ chức đại hội võ lâm giác trục. Mà bên phía Lâm Phách đại trưởng lão và Lâm Huyền phải cho ra 3 thí sinh ra sân thi đấu tại đại hội giác trục. Bên Lâm gia có 2 phe phái, Lâm Huyền thuộc nhất tộc, còn Lâm Phách thuộc cao tầng môn. Tiêu Viêm thấy Lâm Huyền chưa có thí sinh đánh nhau, Tiêu Viêm ngỏ ý muốn tham gia bên đội Lâm Huyền thi đấu. Lâm Huyền trình bày lên thi đấu có một số tên dứt bố láo ở tứ huyết địa. Tiêu Viêm không sợ bị thương tật có thể tham gia, nên Tiêu Viêm hiểu bên trong tứ huyết địa toàn anh em giang hồ xin. Nhưng hắn vẫn đồng ý tham gia. Trải qua một thời gian, Tiêu Viêm được rất nhiều người lâm gia thách đấu, kết quả Tiêu Viêm đều giành chiến thắng. Chuyển đến ngày tiếp theo, Lâm giải đấu đế năm sao trung kỳ thách đấu với Tiêu Viêm, nhưng Tiêu Viêm đang ngủ quá giờ trưa chưa thấy xuất hiện. Lâm giải trên võ đài phát ngôn với mọi người Tiêu Viêm không đến thi đấu. Đôi lúc này Tiêu Viêm xuất hiện luôn tại trên sân thi đấu. Lâm giải đấu võ mồm với Tiêu Viêm là Tiêu Viêm để hắn đợi hơi lâu rồi đó. Tiêu Viêm cũng nói chuyện với Lâm Giải thách đấu với Tiêu Viêm hắn. Hắn tất nhiên sẽ chiều đến cùng. Tiêu Viêm lao lên đấm một chưởng vào Lâm Giải. Lâm Giải lùi về phía sau tạo ra đấu khí màu hồng tạo thành một bộ áo giáp chống đỡ. Sau đó Lâm Giải trên tay cầm một cây thương được hàn bằng mũi phóng lên. Hắn sử dụng đấu kỹ hỏa diễm sát. Lâm Giải cầm thương lao đến chọc Tiêu Viêm. Tiêu Viêm sử dụng đấu kỹ viêm đế quyền là tạo ra một đấm vào cây thương của Lâm Giải, khiến Lâm Giải bay về phía sau phọt máu mồm trên nằm dưới mặt đất mấy nghìn mét. Kể cả áo giáp đấu khí Lâm Giải cũng bị nát vụn. Cảm ơn anh em đã xem hết video.